Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của Tại Miễn Phí. Thì trong các video trước, Tại Miễn Phí đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản MB Bank và nhận về là 30k hoặc là 50k. Tuy nhiên thì với cách 50k, một số bạn đã thực hiện sai và không có được thêm 20k từ Tại Miễn Phí tặng. Vì vậy thì Tại Miễn Phí làm lại cái video này để hướng dẫn cho các bạn nó chi tiết hơn nha. Ok, thì sau khi các bạn xem video này thì các bạn sẽ kéo xuống phần bình luận của video thì mình có để một cái đường link, thì các bạn hãy click vào đó nha. Đấy. Thì sau khi click vào đường link mà đăng ký MB á, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn sẽ chọn vào dòng chữ đó là đăng ký ngay nha. Thì sau khi nó log xong, nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn chọn vào cái biểu tượng Apple Store hoặc là App Play nha. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào chữ nhận để tải ứng dụng MB Bank về máy nha. Thì sau khi tải xong thì các bạn hãy mở ứng dụng lên nha. Tại đây thì các bạn nhấn vào chữ cho phép để MB Bank nó gửi các thông báo nha. Sau đó thì các bạn cứ lướt qua cho mình nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào dòng chữ đăng ký ngay. Đăng ký ngay. Thì đến bước này nó ghi là bạn. Đến bước này nó ghi là bạn ơi, bạn đang không ghi nhận tham gia chương trình giới thiệu nhận tiền triệu. Lúc này mà các bạn nhấn tiếp tục đăng ký thì các bạn sẽ không nhận được 30k. Thì các bạn hãy thoát ra nha và làm như mình để nhận 30k nha. Sau đó thì các bạn sẽ click vào đường link mình để dưới bình luận như lúc nãy một lần nữa nha. Và các bạn thực hiện các bước là như lúc nãy luôn. Đấy. Sau đó các bạn nhấn đăng ký ngay. Thì đến bước này nó ghi là bạn đang được ghi nhận tham gia chương trình giới thiệu nhận tiền triệu. Lúc này thì các bạn đăng ký sẽ nhận được 30k nha. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn nó ra như thế này rồi thì các bạn nhấn tiếp tục đăng ký nha. Đến bước này thì các bạn sẽ điền cái số điện thoại của các bạn đang dùng vào đây nha. Thì đây cũng là cái số điện thoại các bạn dùng để đăng ký với cái ngân hàng MB Bank. Thì sau khi điền xong các bạn nhấn tiếp theo nha. Lúc này thì MB Bank nó sẽ gửi một cái mã OTP về cái số điện thoại mà các bạn điền. Thì các bạn nhập cái mã đó 6 số vào đây nha. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ chọn cái giấy tờ tùy thân để xác minh thông tin. Thì mình sẽ chọn vào chứng minh thư hoặc là thẻ căn cước, nó phổ biến nhất nha. Sau đó thì mình sẽ điền cái số chứng minh hoặc là thẻ căn cước vào đây nha. Thì sau khi điền xong các bạn nhấn tiếp theo nha. Bước này thì MB Bank nó sẽ truy cập cái camera và cái micro để nó xác minh. Thì các bạn nhấn ok nha. Đầu tiên thì mình sẽ chụp hình cái chứng minh thư hoặc là cái căn cước công dân. Hình đầu tiên là hình mặt trước nha. Ở bước này thì các bạn chú ý cho mình là chụp ở nơi là sáng đủ rõ, nó không bị lóa nha. Và cái thứ hai là các bạn hãy chùi sơ cái camera đi. Và các bạn để cái chứng minh thư nó nằm gọn trong cái ô này là được nha. Rồi, cho nó rõ ràng. Thì sau khi chụp xong cái mặt trước thì các bạn nhấn sử dụng nha. Thì sau khi chụp xong mặt trước thì mình sẽ tiến hành chụp mặt sau nha. Ở bước này, nếu nó ghi rằng xác thực giấy tờ không thành công thì các bạn cứ đóng và chụp lại thôi nha. Thì các bạn tìm nơi nó đủ ánh sáng tí hoặc là nó không có lóa để mình chụp nha. Rồi, mình vẫn chụp cái mặt trước, mặt sau. Thì sau khi mình chụp xong hai mặt thì mình nhấn sử dụng nha. Thì mình đã chuyển cái chỗ chụp nó bớt sáng hơn một tí và nó không lóa ảnh thì nó xác thực thành công. Thì bây giờ mình sẽ quay video để mà xác minh nha. Thì các bạn có thể xem cái video để hiểu rõ nha. Thì mình sẽ có một cái lần làm thử và một lần làm thiệt nha. Thì mình sẽ tiến hành làm thử nha. Mình sẽ nhấn đồng ý nha. Bắt đầu làm thử, hãy đưa khuôn mặt của bạn vào trong khung hình. Vui lòng không đội mũ, không đeo khẩu trang hoặc đeo kính. Thì sau khi làm thử xong, các bạn hiểu rồi thì các bạn nhấn vào tôi đã hiểu, bắt đầu nha. Bắt đầu đăng ký, hãy đưa khuôn mặt của bạn vào trong khung hình. Hãy đọc to và liên tục dãy số trên màn hình. Thì sau khi xác minh xong, thì nó sẽ lót ra các thông tin như là họ và tên, rồi ngày sinh, ngày cấp, vân vân. Thì các bạn kiểm tra các thông tin lại một lần nữa. Và các bạn điền thêm cái email vào đây nha. Email là cái Gmail ấy, là cái a@gmail.com ấy. Các bạn điền vào đây nha. Sau khi điền xong, các bạn nhấn tiếp theo nha. Thì nếu các bạn chưa có Gmail thì các bạn có thể tạo một cái Gmail.
đơn giản thôi, các bạn nhấn tạo Gmail là nó ra đấy. Thì sau khi điền xong các bạn nhấn tiếp theo nha. Đến bước này thì các bạn sẽ đặt cái mật khẩu để mình đăng nhập vào trong cái ứng dụng MobiBank này. Cái tên đăng nhập chính là cái số điện thoại của các bạn được mà, cái mật khẩu thì do các bạn tự đặt. Thì mật khẩu các bạn chú ý cho mình đặt thì gồm từ 8 ký tự trở lên, nó có chữ hoa này, có chữ thường này, có số và ký tự đặc biệt nha. Thì mình sẽ để một cái mẫu mật khẩu ở trên màn hình nha. Đây, thì các bạn đặt mật khẩu thành công thì các bạn chọn một đó là xác nhận mật khẩu mới nha. Đây. Và ở phía dưới là một cái bước rất là quan trọng, đó là cái thông tin hoàn thiện hồ sơ. Thì ở bước này nếu các bạn điền cái mã giới thiệu cũng như chọn cái thành phố và chi nhánh đúng đó, thì mình sẽ chuyển thêm cho các bạn 20k. Thì những cái thông tin về mã giới thiệu hoặc cái thành phố hoặc cái chi nhánh đó, thì mình để dưới cái bình luận đã ghim của cái video này nha. Các bạn chọn vô chữ đọc thêm này. Đấy. Thì nó sẽ có cái mã ưu đãi này, N205 này, Nguyễn Thị Trang này, Hà Nội, Đan Phượng này. Thì các bạn chỉ cần nhập cái mã này vào trong cái ô tương ứng phía trên nha. Thì các bạn chú ý cho mình là đừng có đăng nhập theo video này nha, mà các bạn thực hiện, các bạn kéo xuống bình luận đó và các bạn click vào thì nó sẽ có cái mã khác nhau, thì các bạn nhập cái mã đó luôn được mà. Thì cái mã này nó sẽ thay đổi nha. Vì vậy thì khi các bạn thực hiện đăng ký thành công và nhập cái mã đúng xong, các bạn nhắn tin liền cho mình nha, thì mình sẽ tự động check và chuyển tiền cho các bạn nha. Đấy, thì các bạn cứ đăng ký cho mình nha. Rồi các bạn nhập cái mã này vào, N205 với thị trang Hà Nội, Đan Phượng. Mình sẽ nhập mã này vào nha. Rồi, mình sẽ chọn cái chi nhánh là Đan Phượng nha. Sau khi đọc xong thì các bạn nhấn tiếp theo nha. Lúc này thì các bạn sẽ thiết lập cái mã PIN để mà xác thực giao dịch. Thì khi các bạn thực hiện cái hành động như là chuyển tiền này hoặc là mua cái gì đó trên cái app MobiBank này thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái mã này. Thì các bạn hãy nhập vào nha. Còn nhập gì thì các bạn phải nhớ nha. Sau đó các bạn xác nhận nó lại một lần nữa nha. Rồi. Đến nước này thì các bạn sẽ chọn một cái mục đó là tài khoản trùng với số điện thoại. Sau đó các bạn nhấn tiếp theo nha. Thì cái này là nó tặng mình, đây là cái quà tặng của MobiBank nó tặng, thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Bước này thì nó sẽ load ra các cái thông tin của các bạn một lần nữa. Này, thì các bạn có thể nhấn vào cái con mắt để mình xem cái thông tin về cái mật khẩu cũng như cái mã PIN OTP trước khi mà mình tạo nha. Thì sau khi các bạn kiểm tra xong rồi, các bạn chọn vào mục là tôi đồng ý và các điều kiện điều khoản cũng như là tôi xác nhận đã đọc để hiểu. Sau đó các bạn nhấn xác nhận nha. Bước này thì MobiBank nó sẽ gửi một cái mã OTP về số điện thoại của bạn, thì các bạn nhập vào đây nha. Ok, thì như vậy thì mình đã đăng ký thành công. Sau đó mình nhấn tiếp tục nha. Sau đó thì mình nhấn hoàn thành. Bây giờ thì mình sẽ thử đăng nhập vào cái tài khoản mình vừa mới tạo thành công nha. Thì số tài khoản là cái số điện thoại của mình. Thì mật khẩu thì gồm cái 8 ký tự trở lên nhé. Các bạn nhớ cái mà chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt đấy. Thì các bạn nhập vào đây. Đây nạp khuôn mặt này là trên tiền điện thoại nó có nha. Thì các bạn nhấn bấm qua được. Còn cái này thì nếu các bạn muốn sử dụng thẻ thì có thể cấp thẻ nha. Còn không thì mình nhấn để sau nha. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái tài khoản của mình nó có tiền chưa nha. Đấy. Thì tài khoản mình đã có 30k này. Đấy. Thì khi các bạn đăng ký thì cũng sẽ nhận được 30k như thế này. Thì sau khi các bạn đăng ký thành công và các bạn có nhập cái mã giới thiệu mà mình để ở dưới phần bình luận của video ấy, cũng như là cái chi nhánh ở thành phố, thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nha. Nhắn tin cho mình cái thứ nhất là số căn cước hay là cái chứng minh thư của các bạn. Thứ hai là cái họ và tên của các bạn. Và thứ ba là cái số tài khoản của các bạn để mình chuyển tiền. Thì mình sẽ kiểm tra xem có đúng là các bạn có đăng ký cái mã đó không. Sau đó thì mình sẽ chuyển tiền cho các bạn nha. Đấy, thì đây là một số cái hình ảnh mình đã chuyển tiền cho các bạn mà đã thực hiện đúng, và một số thì không nha. Như vậy thì trong video ngày hôm nay, tại miễn phí để hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký cái tài khoản MobiBank và nhận đến 50k tiền mặt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.